Đêm đó, khi Frank đưa nàng cùng cô Pitty và lũ nhỏ sang nhà Melanie, rồi ra đi với Ashley, Scarlett suýt nổi điên lên vì tự ái bị tổn thương. Tại sao y có thể bỏ đi để hội họp về các vấn đề chính trị chẳng đi tới đâu, trong khi nàng vừa mới trải qua một trận kinh hoàng? Một phiên họp chính trị, rõ ràng là y không có một chút tình nào với vợ và ích kỷ quá. Trước đó y đã tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ dị, ngay cả khi Sam bồng nàng vào nhà và nàng đã khóc rấm rứt trong lúc đó. Y cũng không nói gì về chuyện ngực áo nàng bị xé toạc ra. Y lại cũng chẳng lộ vẻ gì bức xúc bằng cách bứt giật chòm râu như vẫn thường làm khi nghe nàng kể lại chuyện hãi hùng. Y chỉ nói, em có sao không? Có sợ lắm không? Nàng không trả lời một tiếng nào và Sam phải thay nàng để nói rõ là nàng chỉ khiếp đảm thôi. Tôi chạy tới trong lúc nó xé áo của bà. Sam, chú giỏi lắm. Tôi không quên ơn chú đâu. Bây giờ chú cần gì? Dạ, ông cho tôi về Tara, về mau thì tốt. Tụi dân kia đang kiếm tôi. Frank không hỏi dặn một câu nào, mặt y cũng có vẻ trầm trọng như đêm Tony chạy trốn tới đập cửa. Chú ra xe đi, tôi sẽ nhờ Peter chở tới gần Ruth and Grady nội đêm nay. Chú núp trong rừng chờ sáng đón xe lửa về Jonesboro, như vậy là an toàn. Thôi em đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, và em cũng không bị tổn thương. Cô Pitty, xin vui lòng cho mượn lọ thuốc khỏe. Mami, lấy cho Scarlett một ly rượu chát đi. Scarlett lại khóc, lần này là vì giận. Nàng muốn được an ủi, muốn thấy người ta nổi giận hoặc nghe hăm dọa báo thù. Nàng muốn thấy Frank nóng máu, Frank trách cứ nàng hoặc làm một cái gì khác hơn, là cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là Frank rất ân cần và tử tế với nàng. Nhưng hình như tâm trí của y đang theo đuổi một chuyện gì quan trọng hơn. Và chuyện quan trọng đó chỉ là một cuộc họp chính trị quèn. Scarlett không còn tin ở tai mình khi nghe Frank bảo thay quần áo và sẵn sàng để y đưa qua nhà Melanie chơi tối. Đáng lý Frank phải biết nàng đang đau đớn vô cùng, phải biết là nàng không muốn sang nhà Melanie vì thân thể nàng đã mỏi nhừ. Và trí óc nàng đã rối tung lên, nàng chỉ muốn đi nằm dưới những tấm mền ấm áp. Nếu thật sự yêu nàng, Frank không bao giờ chịu rời nàng đêm nay. Chắc chắn y phải ở nhà để cầm tay nàng và để chia sẻ đau khổ với nàng chứ. Gian phòng khách nhỏ bé của Melanie cũng có vẻ êm đềm như những đêm hai gia đình họp mặt nhau. Khi Ashley và Frank vắng nhà, ánh lửa đỏ trong lò sưởi tạo thành một không khí ấm cúng và dễ chịu. Ngọn đèn trên bàn tỏa một vùng sáng vàng giọt xuống bốn cái đầu đang cặm cụi may giá. Bốn chiếc váy được xếp lại ngay ngắn, phủ lên tám bàn chân nhỏ nhắn đặt trên gối. Tiếng thở đều đều của Wade, Ella và Beau nhẹ nhàng vang ra từ căn phòng trẻ con để cửa. Ashley ngồi trên một chiếc ghế đẩu gần lò sưởi, quay lưng về phía miệng lò, cục thuốc xỉa làm gò má lão cộm phồng lên. Lão đang chăm chú đẽo gọt một khúc gỗ. Lão và bốn người đàn bà trong phòng tương phản nhau đến nỗi, khi nhìn họ người ta có thể liên tưởng tới hình ảnh con chó giữ nhà, già nua xấu xí, bên cạnh bốn con mèo con. Những biến cố buổi chiều dường như đã vượt quá sức chịu đựng của Scarlett. Mỗi lần nhớ tới bàn tay đen đúa thò vào ngực là Scarlett lại rùng mình. Nếu Sam không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thần kinh nàng mỗi lúc lại căng thẳng thêm. Nhiều lúc nàng tưởng nó sắp đứt đến nơi. Tiếng đẽo gọt của Ashley gây thêm bực bội. Nàng nhăn mặt nhìn lão. Bỗng Scarlett nhận ra Ashley cứ bận điệu với mảnh gỗ. Ngày thường cứ giờ này là lão đã nằm trên ghế trường kỹ ngáy to rồi.
Càng lạ lùng hơn nữa là đã bỏ bừa bãi những mảnh gỗ vụn trên thảm mà không hề bị Melanie hay India trách mắng. Thấy Scarlett nhìn mình, Archie quay mặt vào lò sưởi nhổ xèo một bãi nước thuốc. Tiếng động làm India, Melanie và cô Kitty nhảy nhổm lên như có một quả bom vừa nổ. Bộ cần phải khạc nhổ to tiếng vậy sao hả? India bực dọc kêu lên. Scarlett ngạc nhiên nhìn cô ta. Ngày thường India luôn luôn trầm tĩnh kia mà. Archie trừng mắt nhìn lại India. Có lẽ vậy. Nói xong lão lại tiếp tục khạc nhổ. Melanie nhíu mày liếc nhìn India. Cô rất sung sướng là ba cô lúc trước không hề nhai thuốc. Melanie quay phát lại nhìn cô trước khi giọng điệu gay gắt của người chị chồng Scarlett mới nghe được lần đầu. Cô im đi, cô không biết giữ gìn ý tứ chút nào. Cô Pitty bỏ đồ may xuống đùi và há miệng ra. Kìa cháu, tối nay các cháu làm cái gì lạ vậy? Cháu và India có vẻ cáu kỉnh làm sao á? Không một người nào trả lời. Melanie im lặng tiếp tục may, cử chỉ bực dọc. Cô Pitty bỗng khoan khoái kêu lên. Đường chỉ của cháu dài cả tấc kìa, coi chừng phải tháo ra hết mà may lại bây giờ. Có chuyện gì vậy? Melanie vẫn lặng thinh. Scarlett lén đưa mắt nhìn quanh thì bắt gặp cái nhìn của India. Cái nhìn làm Scarlett thấy xốn xang. Nó chứa đựng một cái gì mạnh bạo hơn là thù hận, và một cái gì sỉ nhục còn thậm tệ hơn là khinh bỉ. Scarlett giận dữ nghĩ. Làm như nó căm thù mình chuyện hồi chiều vậy. India quay lại Archie. Không còn vẻ cáu kỉnh như lúc nãy, cô ta nhìn lão như muốn hỏi dò một vấn đề gì đó, nhưng Archie không nhìn lại India. Lão đang trừng mắt nhìn Scarlett với một vẻ lạnh lùng và gay gắt y hệt India. Im lặng ngột ngạt bao trùm, im lặng đến nỗi Scarlett có thể nghe được tiếng gió lùa ngoài sân. Mặt Archie bỗng khẩn trương. Tai lão vẫn lên nghe ngóng như một con mèo rừng. Melanie và India cũng có vẻ hết bồn chồn không kém. Mỗi khi có tiếng chân ngựa ngoài đường, tiếng sột soạt của lá cây khô trong gió, là họ lại ngẩng đầu lên. Hiển nhiên là có điều bất ổn và Scarlett đang tự hỏi, đó là chuyện gì? Người ta đã toa sập một điều gì đó mà không cho nàng biết. Nét mặt ngơ ngác của cô Pitty cũng cho Scarlett biết là cô cũng mù tịch như nàng. Nhưng Archie, Melanie, India đều có vẻ thông thạo. Họ biết chuyện gì đó và họ đang nóng lòng chờ đợi, dù cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Sự bồn chồn của họ đã lan dần sang Scarlett, khiến nàng càng sốt ruột hơn. Nàng đâm kim vào ngón tay cái và rên lên một tiếng nhỏ, làm mọi người nhảy nhổm lên. Scarlett liệm đồ may xuống. Tôi chẳng còn lòng dạ nào may giá nữa. Tôi đang muốn hét lên đây nè. Tôi chỉ muốn về nhà ngủ. Đáng lẽ Frank phải biết mở nhà chứ. Anh cứ nói mãi tới chuyện bảo vệ đàn bà khỏi tay bọn da đen và Carpet Tiger. Nhưng tới lúc cần thì lại vắn mặt. Ở nhà, để son sót cho tôi hả? Không đời nào, chỉ ham lêu lỏng với bọn đàn ông chẳng biết gì ngoài chuyện bàn cãi và... Mắt Scarlett chợt ngừng lại trên mặt India. Nàng ngừng nói vì thấy India đang thở hổn hển và trợn mắt nhìn mình. Bằng một giọng mỉa mai Scarlett khiêu khích. Nếu không có gì phiền thì xin cho biết tại sao cô cứ trợn mắt nhìn tôi cả buổi vậy? Bộ mặt tôi có gì lạ lắm sao? Mắt India long lên sòng sọc. Không phiền đâu, chỉ khoái thôi. Tôi ghét chị, vì chị đã quá coi thường một người hoàn toàn như anh Kennedy, nếu chị biết. Melanie nắm tay lại, kêu lên. India! Tôi tưởng, tôi hiểu rõ chồng tôi hơn cô nhiều chứ. Sau khi thao chiến với India, Scarlett thấy dễ chịu hơn, nàng chờ đợi một cuộc đấu khẩu. Bắt gặp cái nhìn của Melanie,
India miễn cưỡng ngậm miệng, nhưng liền sau đó, cô ta tiếp tục ngay bằng giọng lạnh lùng. Chị làm tôi chán quá, Scarlett O'Hara. Chị mà cũng biết bàn tới chuyện được bảo vệ hả? Chị thì có cần gì đâu. Nếu cần, chị đâu có bẹo hình bẹo dạng ngoài đường mấy tháng nay. Chắc chị mong được người lạ trầm trồ chứ gì. Chuyện xảy ra hồi chiều là đáng lắm. Và nếu nói một cách thật công bằng, thì như vậy cũng chưa là đủ. India, im đi. Scarlett kêu lên. Cứ để cô ấy nói, tôi đang thích nghe đây. Tôi biết, India lúc nào cũng ghét tôi, nhưng đã trót mang bộ mặt đạo đức giả, nên không dám nói ra. Nếu cô tưởng rằng có người chiêm ngưỡng mình, chắc có lẽ cô sẽ cần chuồng đi lang thang ngoài đường tới tối rồi. India đứng phắt dậy run lẩy bẩy. Tôi thù ghét chị đó, nhưng không phải vì đạo đức giả mà tôi im lặng. Tôi im lặng vì một lý do mà chị không bao giờ hiểu nổi. Lý do đó không dính líu gì tới một quy tắc lịch sự về lễ độ nào cả. Nó bắt nguồn từ ý thức này. Nếu chúng ta không chịu liên kết và dẹp bỏ những ganh tị nhỏ nhoi, thì không bao giờ chúng ta đánh bại được tù dân chi. Nhưng chị lại tìm đủ cách để hạ thấp giá trị của giới quý tộc. Chị mang nhục nhã tới cho một người chồng tốt, làm cho bọn dân chi và bọn bất lương có dịp cười vào mặt chúng tôi. Bọn dân chi đâu có biết, chị không phải là người cùng hàng ngũ với chúng tôi. Bọn chúng cũng không biết rằng chị chẳng phải là người có phong cách cao quý. Cứ chường mặt giữa rừng để đi đón chờ những cuộc bạo hành là chị đã đặt giới đàn ông của chúng tôi trong tình trạng nguy hiểm, vì họ bắt buộc phải... Chúa ơi, India, em im đi. Scarlett đâu có biết. Dạ, thôi, India, im đi, em đã hứa. Cô Pitty hoảng hốt, miệng run lập cập. Ồ, các cháu, cái gì vậy? Các cháu cãi nhau, cái gì vậy? Nè, mấy con gà mái. Ashley chen vào bằng giọng thô lỗ. Mọi người chưa kịp có phản ứng gì thì Ashley đã nhổm dậy, lắng tai. Có người tới đó. Không phải ông White, có im lặng đi không? Cái giọng đầy oai quyền của lão làm mấy người đàn bà im lặng ngay, và trong khi lão khập khiễng ra mở cửa, nét giận dữ phai dần trên mặt mọi người. Ashley lên tiếng trước khi người lạ gõ cửa. Ai đó? Thuyền trưởng Butler, cho tôi vào. Vừa nghe tiếng, Melanie đã chạy sổ ra. Trước khi Ashley chuột đặt tay lên nắm cửa, nàng đã mở toàn hai cánh cửa ra. Fred đứng ở ngưỡng cửa, nón kéo sập sát mí mắt, cái áo choàng kỵ sĩ của hắn phất phơ trong gió. Lần đầu tiên hắn bỏ qua các quy tắc lịch sự xã giao, hắn không bỏ nón ra và cũng chẳng chào hỏi ai, hắn chỉ nhìn thẳng vào mặt Melanie. Họ đi đâu, cho tôi biết ngay, đây là chuyện sống chết. Scarlett và cô Pitty ngạc nhiên nhìn nhau. India giọt mau tới sát Melanie, cô ta hấp tấp. Đừng nói gì cả. Ông ta là một tên do thám, một thằng Scalawatt. Fred vẫn không buồn nhìn India. Mau lên, bà White, có lẽ vẫn còn kịp đó. Melanie như tê cống người lại, nàng chỉ biết dương mắt nhìn Fred. Ủa, cái gì vậy? Scarlett vừa mở miệng đã bị Ashley cắt ngang. Im, còn bà cũng vậy nữa, bà Melly, đi ngay, đợi Scarlett. Không, Ashley, không. Melanie kêu lên và đặt tay lên cánh tay Red như để che chở cho hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao ông biết được? Red vẫn kiên nhẫn. Bà White, tất cả bọn họ đã bị nghi ngờ ngay từ đầu. Chưa bị bắt là nhờ họ khôn khéo đó thôi, nhưng tới hôm nay, làm sao biết được. Tôi vừa chơi bài với hai tên đại ủy Yankee say rượu, chúng cho tôi biết. Bọn Yankee biết trước đêm nay sẽ có chuyện lộn xộn, và chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn ngu ngốc của các bà đang đâm đầu vào bẫy đó. Melanie lảo đảo như vừa bị thương, Fred vội vàng đưa tay đỡ, India trợn mắt. Đừng nói gì nữa hắn. Hắn đánh lừa chị đó, chị không nghe hắn thú nhận là đã ngồi chung với bọn sĩ quan dân chi hay sao? Fred vẫn không để ý tới India, hắn nhìn Melanie với vẻ gian lơn.
nói cho tôi nghe đi, họ đi đâu, họ có chỗ hội họp riêng không? Dù đang vô cùng lo lắng và hoang mang, Scarlett vẫn còn nhận thấy nét mặt vô cảm của Red, nhưng hiển nhiên là Melanie lại thấy khác hơn, hình như có một cái gì nơi hắn làm nàng tin cậy. Melanie đứng thẳng lên và nói giọng bình tĩnh. Ở đường Decatur, gần Santee Town, họ gặp nhau trong hầm rượu hoang của đồn điền Sullivan. Căn nhà đã cháy một nửa đó. Cảm ơn bà, tôi sẽ cố đi mau. Nếu có bọn dân gì tới, các người nhớ nói là không biết gì cả. Red quay đi, chiếc áo choàng đen của hắn biến vào bóng đêm. Mọi người đứng ngẩn ngơ một lúc cho tới khi có tiếng chân ngựa sải như bay trên đường trải sỏi. Bọn dân kỳ tới! Cô Pitty kêu lên và ngã vật xuống trường kỹ, cô sợ đến nỗi không còn làm sao khóc được. Chuyện gì vậy? Hắn nói vậy có nghĩa gì? Nếu các người không chịu nói ra, là tôi điên lên bây giờ. Scarlett vừa hỏi vừa lắc tay Melanie một cách hung hãn. Dù đang sợ, câu trả lời của India vẫn là giọng của kẻ đắc thắng. Có nghĩa gì hả? Nó có nghĩa là chính vì chị mà Ashley và Kennedy có thể bỏ mạng đó. Đừng có lay Melly nữa, kiểm xỉu bây giờ. Ồ, không, không sao đâu, không sao mà. Melanie vừa thều thào vừa bấu chặt lấy thầm ghế. Chúa ơi, tôi không hiểu gì cả. Biết Ashley hả? Tôi van các người nào cho tôi biết đi. Ashley rít lên như một cái bản lề sốt rỉ, hắn ra lệnh. Ngồi xuống hết. Cầm kim chỉ lên và may giá như không có chuyện gì xảy ra. Biết đâu bọn dân kia đã cho dò dẫm căn nhà này từ hồi chiều. Tôi nói ngồi xuống hết và tiếp tục may giá nghe chưa? Tất cả đều run rẩy làm theo. Ngay cả cô Kitty cũng cầm lấy một chiếc vớ đưa lên rồi trợn tròn mắt nhìn mọi người, như chờ một lời giải thích. Scarlett hỏi như gào thét. Ashley đi đâu? Chuyện gì xảy ra cho anh ấy hả chị, Melly? India mỉa mai. Còn chồng chị thì sao? Chị không lo cho anh ấy à? India, chị van em. Scarlett. Đáng lẽ chị đã cho em biết rồi, nhưng chị thấy em bị xúc động nhiều nên chị... Nên Frank nghĩ rằng không cần. Giả lại, em cũng thường chống đối Clan. Clan hả? Đảng Ku Klux đó hả? Ashley đâu phải là người của đảng. Frank cũng vậy. Ồ, ảnh đã hứa với tôi rồi mà. Em già phun vào. Dĩ nhiên, anh Kennedy là người của Clan, anh Ashley cũng thế. Toàn thể những người quen của chúng ta đều là người của Clan cả. Họ là đàn ông mà, đáng lẽ chị phải hãnh diện vì chồng mình, chứ có đâu bắt chồng phải trốn tránh. À, các người đều biết rõ từ lâu, còn tôi thì... Melanie tỏ vẻ hối tiếc. Chị sợ em lo nghĩ. Vậy là họ đi làm chuyện đó chứ không phải hội họp chính trị gì sao? Anh đã hứa với tôi rồi mà, thế nào tụi dân kia cũng tịch điên trại cưa của tôi, tịch thu cửa hàng và bỏ tù Frank. Không hiểu Red mình là muốn nói gì. India và Melanie nhìn nhau sợ hãi, Red đứng bật dậy quăng đồ may xuống. Nếu các người không cho tôi biết, tôi sẽ đi xuống phố và tự tìm hiểu lấy. Tôi sẽ hỏi bất cứ người nào mà tôi gặp mặt cho tới khi... Ashley trợn mắt. Ngồi xuống. Tôi sẽ cho bà biết đây. Vì bà cứ đi lang thang hoài, nên mới có chuyện hồi chiều đó. Vì vậy mà ông White, ông Kennedy và nhiều người khác phải tìm giết gã da trắng và tên da đen đó nội trong đêm nay. Nếu không tìm ra bọn nó, họ phải lục lọi cả trại Santee Town. Nếu thằng Scalawag đó nói đúng, thì tụi dân kia đã đánh hơi được rồi. Chắc chúng nó đã phục kích. Nếu nó nói láo, thì đúng thằng đó là một tên gián điệp. Nó sẽ báo tin cho bọn dân kia. Các ông ấy cũng sẽ bị giết hết. Mà nếu nó làm vậy, tôi sẽ giết nó, dù có bỏ mạng. Nếu mấy ông ấy không chết thì cũng phải đi Texas liền trong đêm nay, không bao giờ trở về nữa. Đó là lỗi của bà.
bàn tay bà đã dính máu. Từ sợ hãi, Melanie đâm ra giận dữ khi nhận thấy Scarlett đã hiểu ra. Nàng gượng dậy, đặt tay lên vai Scarlett và rắn rỏi bảo Archie. Archie, nếu bác nói thêm một tiếng nữa tôi sẽ đuổi bác đi ngay. Đó không phải là lỗi của em tôi. Nó chỉ làm những gì thấy cần phải làm, và các ông ấy cũng chỉ làm những gì họ thấy cần. Chúng ta không thể nào suy nghĩ hoặc hành động giống nhau, và xét đoán người khác đúng là một chuyện sai lầm. Tại sao bác và India có thể nói những lời cay độc như thế, trong khi chồng của Scarlett có thể... Austin ngắt lời. Bà ngồi xuống, có tiếng ngựa chạy tới đó. Melanie ngồi thụp xuống, cầm chiếc áo của Ashley lên và cúi đầu xuống tháo những nếp xếp ra. Tiếng gió ngựa nghe rõ dần khi đoàn người tới cổng nhà. Tiếng hàm thiết ngựa khua len ken, tiếng gia thuộc khua sột soạt và tiếng người nói chuyện nghe không rõ. Một khẩu lệnh được hô to, rồi có tiếng chân sầm sập chạy vòng ra nhà sau. Người trong nhà tưởng chừng như hàng ngàn con mắt thù hận đang rình mò họ, phía sau cửa sổ. Bốn người đàn bà tuy cuốn cuồng nhưng cố giả vờ cặm cụi lo may giá. Tim Scarlett như gào thét từng hồi trong lồng ngực. Mình đã giết Ashley, mình đã giết chàng. Trong cơn cuồng loạn đó, Scarlett không hề nghĩ rằng nàng cũng có thể đã giết chết luôn cả Frank. Trong hồn nàng chỉ có một hình ảnh Ashley nằm dưới chân ngựa kỵ binh Yankee, mái tóc ống ả bê bết máu. Có tiếng đập mạnh ở cửa, Scarlett ngẩng lên nhìn Melanie, nàng thấy nơi khuôn mặt nhỏ nhắn và căng thẳng ấy, một sắc thái mới, một sắc thái như Red Butler hồi nãy, nó trơ trơ vô cảm, như vẻ mặt của một tay chơi bài, đang xả láng trong lúc bài mình chẳng có gì nổi mặt. Melanie bình tĩnh ra lệnh, taxi ra mở cửa. Nhét con dao vào ống dài và mở nắp bao súng ra. Archie phập phủng bước ra và mở tung cánh cửa. Cô Petey rít lên một tiếng như chuột lọt bẫy khi thấy một đại úy Yankee và một tiểu đội lính áo xanh đứng lố nhố bên ngoài. Nhưng ba người đàn bà kia đều im lặng. Scarlett bỗng nhẹ người khi nhận ra viên sĩ quan. Hắn là đại úy Tom Jaffery. Bạn của Red, nàng đã từng bán cây cho hắn cất nhà. Scarlett biết hắn là người lịch thiệp, và vì là người lịch thiệp, có thể hắn sẽ không bắt nàng. Viên đại úy cũng nhận ra Scarlett ngay, hắn bối rối dở nón ra. Chào bà Kennedy, trong các bà đây ai là bà White? Melanie đứng dậy dõng dạc hỏi. Tôi là bà White đây. Ông cần tôi có việc gì? Viên đại úy đảo mắt quan sát khắp phòng, nhìn mặt từng người một hồi rồi nhìn xuống bàn và cái móc áo, như đang tìm tòi dấu vết của một người đàn ông. Xin bà vui lòng cho tôi tiếp chuyện với ông White và ông Kennedy. Melanie hơi run giọng. Các ông ấy không có nhà. Bà chắc chắn như vậy chứ? Ashley giỡn râu. Ông không thể nghi ngờ bà White. Xin lỗi bà, tôi không có ý xúc phạm bà. Nếu bà nói chắc, tôi sẽ không lục soát. Tôi xin cam đoan, nhưng nếu muốn, xin cứ cho lục soát. Họ đang hội họp tại cửa hiệu của ông Kennedy. Viên đại úy lộng lùng. Họ không có mặt ở đó. Tối nay chẳng có một cuộc hội họp nào. Chúng tôi sẽ chờ bên ngoài. Cho tới khi họ trở về. Hắn cúi đầu chào rồi bước ra và khép cửa lại. Người trong nhà nghe có tiếng ra lệnh. Bao dây căn nhà, mỗi người một cửa. Scarlett rợn người khi nhận ra những bộ mặt râu ria lờ mờ xuất hiện sau những khuôn cửa sổ. Melanie ngồi xuống giới lấy một quyển sách trên giá. Đó là bản sao của cuốn Những kẻ khốn cùng. Cuốn sách đã được các chiến binh liên bang miền Nam hâm mộ. Họ đọc nó bên ánh lửa trại và thường tự gọi mình là những kẻ khốn cùng của Lee để tự an ủi.
Nàng mở sách ra và đọc bằng một giọng đều đều trong trẻo. Mày đi. Archie hạ giọng ra lệnh cho ba người kia. Tìm lại được đôi chút can đảm nhờ giọng đọc của Melanie, tất cả cầm kim chỉ lên và cầm cuội may giá. Melanie đã đọc như thế dưới những cặp mắt dò xét trong bao lâu, Scarlett không biết rõ, hình như đã nhiều giờ qua. Nàng không hề nghe lọt một tiếng nào. Bây giờ nàng mới bắt đầu lo cho Frank, cũng như nghĩ tới Ashley. Thì ra, đó là lý do khiến Frank cố lấy vẻ trầm tĩnh giả tạo hồi chiều. Y đã hứa với nàng là sẽ không dính dáng gì cả tới Ku Klux Klan. Ôi, như thế là những lo sợ của nàng từ bao lâu, bây giờ đã tới. Tất cả công trình năm qua đều sắp sửa theo mây khói. Tất cả những phấn đấu lo âu và mệt nhọc của nàng trong mưa gió đều trở thành vô ích. Ai có thể ngờ được một gã đàn ông khù khờ như Frank lại có thể tham gia một tổ chức bồng bột như Klan. Ngay lúc này Frank rất có thể đã bị bắn chết. Nếu thoát chết mà bị quân dân truy bắt thì y cũng sẽ bị treo cổ, và Ashley cũng thế. Scarlett nắm tay lại. Móng tay đâm sâu vào da làm thành những vết lưỡi liềm rướm máu. Làm sao Melanie lại có thể bình tĩnh đọc mãi như thế, trong lúc Ashley đang bị nguy cơ treo cổ và có thể đã bị giết rồi. Nàng nhớ lại đêm Tony Fontaine tới, bị đuổi kiệt sức và túi trống không, nếu không tới kịp, không được giúp tiền và không thay được ngựa, có lẽ anh ta đã bị treo cổ từ lâu. Dù Frank và Ashley thoát chết, họ cũng sẽ lâm vào tình trạng Tony hay còn thảm hại hơn nữa. Nhà đã bị vây, họ không thể trở về để lấy tiền và quần áo. Có lẽ giờ này, tất cả mọi nhà trong thành phố đều bị lính Yankee phong tỏa. Như vậy, họ không thể cầu viện được với ai. Ngay lúc này biết đâu, họ chẳng đang vượt màn đêm, phóng ngựa chạy trốn sang Texas. Nhưng Red, có lẽ Red đã tới kịp, túi Red lúc nào cũng có nhiều tiền mặt, có lẽ hắn sẽ cho họ mượn làm lộ phí. Nhưng kìa, tại sao Red lại lo lắng cho sự an nguy của Ashley? Rõ ràng là hắn chẳng ưa gì Ashley, rõ ràng hắn đã có thái độ khinh bỉ chàng mà, vậy thì tại sao? Scarlett vội xua những ý tưởng rối rắm ấy đi. Để nghĩ tới Frank và Ashley. Đó là lỗi của mình. India và Archie nói đúng. Nhưng mình có bao giờ nghĩ là họ lại điên cuồng gia nhập tổ chức đó đâu. Và mình cũng chẳng bao giờ nghĩ có lúc gặp chuyện như hồi chiều vậy. Biết làm sao hơn. Melly cũng có lý. Con người chỉ làm những gì tự họ xét thấy cần phải làm. Mình phải lo khai thác trại cưa của mình. Mình cần có thật nhiều tiền, và bây giờ có lẽ mình sắp mất đi tất cả. Có lẽ là do lỗi của mình. Một lúc lâu sau, giọng Melanie chợt kéo dài ra và tắt hẳn, sau mấy lượt ngập ngừng. Nàng ngước nhìn qua cửa sổ một cách tự nhiên như là không có một binh sĩ Yankee nào đang rình rập sau khung kính. Mấy người kia cũng nhìn theo, tất cả đã nghe. Ngoài đường có tiếng gió ngựa và tiếng hát ca, dù các cánh cửa đều khép kín, dù bị gió làm át đi, nhưng âm thanh vẫn vọng vào. Đó là bài hát mà mọi người thông thường nhất trong các bài hát khác. Đó chính là bản Hành quân qua Yorkshire của đội quân Sherman, và người đang ca chính là Fred Butler. Hắn vừa chấm dứt câu đầu là hai giọng khác lại nổi lên lè nhè và líu xíu, đúng là giọng người say. Ngoài hiên nhà bỗng vang lên một khẩu lệnh ngắn của đại úy Jaffrey, và tiếp theo có tiếng chân chạy nhộn nhịp. Trước khi có sự điều động bên ngoài, các bà đã ngơ ngác nhìn nhau, vì hai người say lè nhè cãi nhau với Red Butler, chính là Ashley và Hugh Elson. Bỗng có tiếng hỏi của đại úy Jaffrey. Tiếng cười sặc sụa của Hughes, tiếng trầm trầm và ngang ngược của Red, và những tiếng hét lạ lùng của Ashley. Trời đất ơi!
Trời ơi là trời! Scarlett nghĩ thầm. Không thể nào là Ashley được. Ảnh không bao giờ say rượu. Và Red. Ủa? Càng uống nhiều, hắn càng tỉnh táo. Và có bao giờ hắn la lối như vậy đâu. Melanie đứng dậy và Arthur cũng đứng lên theo. Viên đại úy sẵn giọng. Tôi có lệnh bắt giữ hai người này. Aki vội đặt tay lên bắn súng nhìn Melanie gạt ra. Không, để đó cho tôi. Nhìn vẻ mặt của Melanie lúc này, Scarlett lại nhớ tới gương mặt của chị chồng ngày còn ở Tara, ngày nàng đứng trên thang lầu nhìn xuống xác chết của tên giang kỳ, tay kiểu xuống gì sức nặng của thanh gươm, mặt đầy xót khí như một con hổ cái. Melanie đẩy cửa ra, giọng đanh đá. Đem chồng tôi vào, thuyền trưởng Butler. Ông lại rủ ông ấy uống rượu cho tới say mềm nữa hả? Mang ông ấy vào ngay. Tiếng viên đại úy vang ra từ trong bóng tối. Rất tiếc, thưa bà White, tôi đã có lệnh bắt giữ chồng bà và ông Elston. Bắt giữ hả? Tội gì? Say rượu hả? Nếu bắt hết mọi kẻ say rượu, thì tôi ngại rằng tất cả binh sĩ dân chi đều sẽ phải ngồi tù đó. Hãy đỡ chồng tôi vào, thuyền trưởng Butler, nếu ông ấy còn đi dững. Đầu óc Scarlett rối loạn, trong một lúc nàng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Nàng biết rõ cả Red lẫn Ashley đều không say, và nàng cũng biết là Melanie hiểu như vậy. Vậy mà Melanie luôn luôn lịch thiệp và hòa nhã, đêm nay lại gấu ó chua ngoa như một bà cụ già mồm trước mặt bọn Yankee, cho rằng hai người kia đều say rượu đi không nổi. Bên ngoài đang diễn ra một cuộc đấu khẩu ngắn ngủi và đứt quãng bởi những tiếng chửi thề, rồi có tiếng chân loạn choạng bước lên thềm. Ashley hiện ra ở ngưỡng cửa, mặt trắng bệch, đầu ngoẹo sang một bên, tóc rối bù, chiếc áo choàng đen của Red Butler phủ từ vai xuống đầu gối. Hughes, Elston và Red khói ngọc kèm hai bên, sau lưng họ là viên đại úy Yankee, mặt vừa lộ vẻ nghi ngờ, vừa tỏ ra thích thú. Viên đại úy ngừng lại ở ngưỡng cửa, đám binh sĩ tò mò đứng sau lưng, gió lạnh theo đoàn người ùa thốc vào nhà. Scarlett sợ hãi và ngạc nhiên liếc nhìn Melanie rồi lại nhìn sang Ashley, nàng chợt hiểu ra. Nàng sắp buộc miệng kêu lên. Anh ấy có sai đâu, nhưng kịp thời dằn được, nàng tự biết mình đang là khán giả của một vở kịch, định đoạt sinh mạng của nhiều người. Nàng và cô Kitty chẳng thủ diễn một vai nào cả, nhưng mấy người kia thì khác, họ đang đối đáp với nhau thật ăn khớp, y như đang diễn tập một thảm kịch lần chót. Scarlett chỉ hiểu được một nửa, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để nàng biết cần phải im lặng. Melanie giận dữ tru tréo. Đặt anh ấy xuống ghế, còn ông, thuyền trưởng Butler, ông ra khỏi nhà này ngay đi. Tại sao ông còn dám giáp mặt tới đây, sau khi đã nhiều lần dụ dỗ chồng tôi xoay sơ bé bé chứ hả? Red và Hughes nhẹ nhàng đỡ Ashley ngồi xuống chiếc ghế đu. Red lảo đảo chụp vào thành ghế rồi quay sang phân bua với viên đại úy. Đó là một cách đền ơn. Thấy không? Anh nghĩ coi. Tôi đã can thiệp cho cảnh sát khỏi bắt ổng, và còn đưa về nhà nữa. Còn anh, Hughes Elston, tôi mắc cỡ giùm anh quá đi. Má ông sẽ nói sao đây, nhậu nhẹt say mềm với một tên Scalawatt như Butler. Còn ông nữa, ông White, tại sao ông tồi tệ vậy? Nelly, anh đâu có say gì nhiều. Ashley lẩm bẩm trả lời, rồi ôm đầu gục xuống bàn. Melanie ra lệnh. Ashley, đem ông ấy vào phòng riêng và cho lên giường như mấy bữa trước. Cô Pippi, lên trải giường giùm cháu. Thật là tôi khổ quá đi. Đã hứa rồi, mà chứng nào thật nấy à. Trời ơi là trời. Melanie bật khóc. Ashley vừa xốc nách Ashley lên và cô Pitty đứng dậy thì viên đại úy ngăn lại. Đừng đụng vào người này, đã có lệnh bắt giữ ông ta, trung sĩ đâu.
Gã trung sĩ vừa cầm súng bước vào phòng thì Red gượng gạo đứng lên và đặt tay lên vai viên sĩ quan. Tom, bắt ông ấy vì tội gì? Ổng đâu có say sưa quá độ. Tôi đã từng thấy ổng say nhừ tử hơn nhiều. Mặc sát mấy cái chuyện say sưa đó, ổng có say té xuống mương tôi cũng có cần. Tôi không phải là cảnh sát. Tôi được lệnh bắt giữ ổng và Hugh Elsing vì tôi đã tham dự một cuộc đột kích của clan ở Sankey Town tối nay. Một thằng mọi và một người da trắng đã bị giết chết. Ông White là người chỉ huy vụ này. Đêm nay hả? Đêm nay. Red cười rộ lên, hắn cười sặc sụa đến nỗi phải ngã vật xuống trường chỉ, hai tay ôm lấy đầu. Làm gì có chuyện đêm nay, Tom? Hai thằng cha này nhậu với tôi cả đêm, từ 8 giờ tối. Đáng lẽ phải họp, mà họ không đi. Viên đại úy nhăn mặt, hắn nhìn Ashley đang ngáy khò và Melanie đang khóc lóc bên cạnh. Nhậu với anh hả? Nhưng ở đâu? Red nhìn Melanie, ánh mắt thoáng vẻ tinh quái. Không nói được. Anh phải nói. Ra ngoài, tôi nói cho mà nghe. Không, nói tại đây. Tôi không muốn nói trước mặt các bà. Nếu như các bà chịu phiền ra khỏi... Melanie kêu lên. Tôi không đi đâu cả, tôi có quyền biết. Chồng tôi nhậu ở đâu? Red có vẻ bối rối. Ở nhà Dele Watling, ông Hughes, ông Frank, ông Maid, và cả bọn họ. Tụi này mở tiệc. Tiệc lớn lắm, có champagne, gái. Hả? Ông nói cái gì? Ở nhà Dele Watling hả? Melanie hét lên bằng một giọng hết sức thê lương làm mọi người hốt hoảng. Trước khi Ashley đỡ kịp, nàng đang ngã ra bất tỉnh, trong nhà bỗng náo loạn hẳn lên. Ashley đỡ Melanie, India chạy vụt xuống bếp lấy nước, cô Pippi và Scarlett vừa quạt vừa lay gọi nàng, trong khi Hughes thì cứ gân cổ la. Đó, đó, thấy chưa, thấy chưa? Rét gần giọng, vậy là cả thành phố đều biết hết, bằng lòng lắm phải không Tom? Rét, tôi không ngờ. Mặc dù gió lạnh theo khung cửa mở rộng không ngớt thốc vào trong, viên đại úy vẫn đầm đìa mồ hôi. Red, anh dám cam đoan với tôi là họ đã ở nhà Dele? Có gì mà không dám? Nếu không tin thì cứ đi hỏi Dele đi. Bây giờ để tôi đỡ bà White vô phòng, đưa bà cho tôi, Archie, phải để tôi đỡ cho. Cô Pitty, cô cầm đèn đi trước đi. Red nâng Melanie lên một cách dễ dàng. Ashley, đỡ ông White theo. Tôi không muốn đụng tới ông ta nữa. Chiếc đèn trong bàn tay run rẩy của cô Pitty có thể gây hỏa hoạn bất cứ lúc nào, nhưng cô cũng cố nâng cao lên và chạy lứt xứt vào phòng ngủ. Lão Ashley cằn nhằn gì đó rồi xốc Ashley lên. Nhưng tôi đã có lệnh bắt giữ họ mà. Red ngoái cổ lại. Đợi ngày mai rồi bắt. Đã như vậy thì không ai đủ sức trốn nổi đâu. Chưa bao giờ tôi nghe có chuyện say sưa tại nhà chứa mà bị tội hết. Thơm, nên nhớ. Có cả chục người làm chứng là họ đều có mặt tại nhà Dele Watling. Viên đại úy rầu rĩ nói. Lúc nào cũng có cả chục người chịu đứng ra làm chứng gian cho một người miền Nam. Đi theo tôi ông Elsing, tạm thời cứ để ông White lại rồi sẽ... India ngắt lời. Tôi là em gái ông White, tôi bảo đảm cho anh tôi,
bây giờ ông đi được chưa? Đêm nay, ông đã gây rắc rối cho chúng tôi quá nhiều rồi. Viên đại úy lúng cuống cúi đầu. Tôi thành thật xin lỗi, mong rằng họ sẽ chứng minh được là họ đã ở... ở nhà cô... bà Watling. Cô cam đoan với tôi là sáng mai anh cô sẽ trình diện ở văn phòng quân cảnh để thẩm vấn chứ. India gật đầu, lạnh lùng đặt tay vào ổ khóa để đuổi khéo. Viên đại úy và gã trung sĩ dẫn Hughes Elsing đi ra. India đóng mạnh cửa lại và không thèm để mắt tới Scarlett, đi kéo các màn cửa sổ xuống. Scarlett, chân mềm nhũn, bấu vào chiếc ghế Ashley ngồi lúc nãy. Vừa nhìn xuống, nàng thấy ngay một vết mờ, ương ướt, to hơn bàn tay ở nệm lưng của ghế. Hơi ngạc nhiên, Scarlett đặt tay lên và... Kinh khủng quá, một vệt đầy máu dính tay nàng. Scarlett thều thào. India! India! Ashley! Ảnh bị thương hả? Đồ ngu! Bộ chỉ tưởng, ảnh say thiệt hả? India giật mạnh tấm màn cuối cùng xuống và bước vào phòng ngủ. Scarlett chạy theo sau, cổ họng nghẹn ngào. Thân hình dạm dỡ của Red chắn ngay lối ra vào. Nhìn qua vai hắn, Scarlett thấy Ashley đang lảng người trên giường, da mặt tái xanh. Melanie không có vẻ gì là người vừa hồi tỉnh, đang hối hả cắt các khoanh áo bê bết máu của Ashley. Ashley đưa đèn lại gần giường, một tay nắm lấy cổ tay của Ashley. Hai thiếu phụ cùng kêu lên, có chết không? Red bình tĩnh, không, chỉ bất tỉnh vì mất nhiều máu, trúng ở vai. India gắt lên, tại sao ông mang ảnh về đây, đồ điên, cho tôi đi qua coi. Đưa ảnh về, để cho bọn họ bắt hả? Ông White đã kiệt sức rồi, không đi xa nổi. Không còn chỗ nào đưa tới được đâu cô White à. Hơn nữa, cô muốn cho anh cô thành một kẻ biệt xứ như Tony Fontaine sao? Cô muốn hàng chục láng giềng của cô phải sống lén lút ở Texas cho đến chết hả? Chúng ta còn có việc cứ giãn bọn họ nếu đề lề. Cho tôi qua. Chưa được, cô White. Còn nhiều gì cần nhờ tới cô? Cần gọi một bác sĩ. Bác sĩ Mi thì không được rồi. Ông ta cũng tham dự vụ này và có lẽ giờ này cũng đang bận cãi với bọn dân kỳ. Tìm một bác sĩ nào khác. Cô có ngại đi một mình trong đêm không? Mắt India long lên. Không, tôi không hề sợ. Lấy chiếc áo choàng của Melanie treo trên vách mặt vào, India nói. Tôi đi tìm bác sĩ Dean. Rồi cố gắng nói tiếp bằng một giọng bình tĩnh hơn. Xin lỗi vì đã gọi ông là do thám và đồ điên. Tôi không hiểu ông. Thành thật biết ơn ông vì đã cứu mạng Ashley. Nhưng dù sao, tôi cũng chưa thể đừng khinh ông. Red cúi đầu cười nhẹ. Tôi rất quý những lời thành thật. Cảm ơn cô. Bây giờ cô đi mau cho. Và khi về, nếu thấy nhà bị vây thì đừng có vào nha. India lo ngại nhìn qua Ashley lần nữa rồi đi mau ra nhà sau và mất dạng trong đêm. Scarlett nghe tim mình dội lại lúc Ashley mở mắt ra. Melanie vội lấy một cái khăn tinh tệ đặt vào vết thương ứa máu của chồng. Ashley gắng gượng mỉm cười. Scarlett biết Red đang quan sát mình. Hắn biết rõ lòng nàng đang phơi trải trên nét mặt, nhưng nàng chẳng quan tâm. Ashley đang đổ máu, có lẽ đang hấp hối, và nàng, người yêu Ashley, lại chính là người đã gây ra vết thương chí mạng đó. Ashley muốn chạy vào phòng, gục bên giường để ôm chàng vào lòng, nhưng gối nàng chỉ chực kéo nàng khuỵu xuống. Nàng bịt miệng khi thấy Melanie đặt vào vết thương một chiếc khăn mới và cố sức ấn xuống như để đẩy lùi máu vào trong cơ thể Ashley. Nhưng chiếc khăn đã đỏ ối lên ngay như một trò ảo thuật. Tại sao máu đổ nhiều thế mà vẫn sống? Rất may, lạy Chúa, miệng Ashley không có một bọt máu nào. Ôi những bọt máu đó,
một dấu hiệu báo tử rất quen thuộc với nàng trong những ngày ác chiến ở thung lũng cây đào, kinh nghiệm bao nhiêu người tử thương nằm lo liệt trong sân nhà của Kitty. Ted phá tan sự im lặng bằng một giọng khô khan cố làm ra giễu cợt. Can đảm lên, ông Wise không chết đâu. Bây giờ bà tới cầm đèn soi cho bà Wise. Tôi cần Ashley lo vài chuyện giặt. Nhìn Ted qua ánh đèn, Ashley cộc lốc. Ông không có quyền sai khiến tôi. Và lão đẩy cục thuốc qua gò má bên kia, Melanie can thiệp ngay. Làm theo lời ông ấy, và mau lên. Scarlett, tới cầm đèn giúp chị. Scarlett bước tới đón lấy cây đèn. Tay nàng run rẩy. Ashley đã nhắm mắt lại, bộ ngực phơi trần không ngớt phập phồng theo từng hơi thở nặng nề. Máu vẫn ứa qua kẽ tay của Melanie. Scarlett nghe tiếng chân Ashley lộc cộc tới bên cạnh Red, và có tiếng thì thào đứt đoạn. Lấy con ngựa của tôi. Còn ở bên ngoài, chạy thật mau. Có tiếng Ashley hỏi lầu nhầu và nàng nghe Red đáp. Đồn điền bỏ hoang Sullivan, tìm mấy cái áo choàng nhét trong ống khói lò lớn nhất trên đốt đi. Còn hai người trong hầm rượu, ráng đặt họ lên lưng ngựa rồi chạy tới mảnh đất hoang sau quán của Dele. Khoảnh đất giữa ngôi nhà và đường sắt đó, phải hết sức cẩn thận nha, để người nào thấy là ông cũng sẽ bị treo cổ cùng cả bọn chúng tôi đó. Đặt họ ở đó và để súng gần họ. Mà không, nhét súng vào tay họ đi, nè, cầm lấy. Scarlett nhìn ngoái lại thế rét đang mò trong áo khoác lấy ra hai khẩu súng. Taxi cầm lấy và nhét vào thắt lưng. Mỗi khẩu bắn đi một viên. Làm như vậy cho có vẻ xảy ra một cuộc đấu súng. Hiểu chưa? Ashley gục gặt, con mắt còn lại của lão miễn cưỡng lóe lên một tia thán phục. Scarlett vẫn không hiểu gì cả. Những diễn tiến trong nửa giờ vừa qua đối với nàng đều mơ hồ như một giấc chiêm bao. Thế nhưng hình như lúc nào Ted cũng có thể chủ động được những tình thế rối ren. Điều đó cũng đủ làm nàng yên tâm. Ashley quay lưng đi, nhưng bỗng ngoái cổ nhìn Ted dò hỏi. Ông ta hả? Phải. Ashley lầm bầm trong miệng rồi khạc nhổ lên sàn nhà. Mẹ nó. Những câu đối đáp cộc lốc đó làm Scarlett hoảng lên. Mối nghi ngờ phồng to lên thật mau trong lồng ngực, nàng hét lớn. Frank! Frank đâu? Red lướt mau tới bên giường nhẹ và êm như một con mèo, hắn cười khô khan. Chuyện đâu còn có đó. Cầm chắc cây đèn hơn đi Scarlett. Coi chừng đốt cháy ông Wise bây giờ. Cô Melie. Melanie ngẩng mặt lên như một tân binh chờ nghe lệnh. Trí óc nàng đã quá căng thẳng nên không nhận thức ra rằng Red đã gọi mình bằng cái tên chỉ dành riêng cho bạn bè và thân quyến. Xin lỗi, tôi muốn nói bà White. Ồ, thuyền trưởng Butler, có phải lỗi gì đâu. Ông gọi Nelly vắng tắt tôi còn hân hạnh hơn. Tôi coi ông như anh hay như anh họ của tôi vậy. Ông tử tế và khéo xoay sở quá. Tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho phải. Red thoáng bối rối. Cảm ơn cô, tôi không dám đi quá vậy đâu. Nhưng cô Melly, tôi rất tiếc đã phải nói với họ là ông Wise có mặt ở nhà Dele Wapling. Tôi lấy làm buồn khi phải bắt buộc đưa ông ấy và những người kia vào trong một nơi, nhưng thì giờ quá cấp bách, tôi không tính toán gì hơn được. Tôi nghĩ là lời nói của tôi sẽ được tin cậy vì tôi có nhiều bạn bè trong đám sĩ quan dân kỳ. Họ cho tôi cái danh dự đứng trong hàng ngũ của họ vì họ biết rằng tôi không được mọi người ở đây thừa nhận. Hồi chiều nay tôi chơi bài tại quán của Bele, sẽ có hàng chục gã dân kỳ chứng minh điều đó. Còn Bele và các cô gái của cô ta sẽ sẵn sàng làm chứng rằng ông White và mấy người kia đã ở trên lầu cả buổi tối.
Người dân tri sẽ tin họ. Bọn dân tri có cái tật lạ lắm. Họ không bao giờ tưởng nổi những người đàn bà làm cái nghề như vậy lại có lòng yêu nước. Họ sẽ không tin lời làm chứng của một bà quý phái nào cho các ông ấy đâu, nhưng lại sẵn lòng tin những lời nói của các ả kia. Tôi nghĩ rằng với lời hứa danh dự của một tên Calawatt như tôi và hàng chục cô gái điếm sẽ có thể cứu nguy được các ông ấy. Fred nói những lời cuối với một nụ cười chua chát, nhưng sự chua chát đó tan biến ngay khi Melanie nhìn lên với ánh mắt biết ơn. Thuyền trưởng Butler, ông lanh trí không ai bằng, dù ông bảo họ ở đâu đi nữa, thì tôi cũng không phiền hà gì cả, vì đó là cách cứu mạng họ. Tôi biết, và những người tham dự vào vụ này đều biết là, chồng tôi thật sự không bao giờ đặt chân tới cái chỗ ghê gớm ấy là đủ rồi. Ed hơi lúng túng. Nhưng, đó lại là chuyện thật. Ông ấy có mặt ở nhà Dele đêm nay. Melanie nhíu mày. Ông khó mà làm cho tôi tin được chuyện đó. Xin lỗi cô Melly, hãy cho tôi giải thích. Hồi nãy khi tới đồn điền Sullivan, tôi thấy ông White đã bị thương. Ở đó còn có Hughes Erickson, bác sĩ Mead, ông lão Meriwether. Scarlett kêu lên. Làm gì có ông cụ ở đó? Đàn ông bao giờ cũng có thể làm được bất cứ chuyện điên rồ nào mà không cần tuổi tác cô ạ. Cả chú Henry của cô nữa đó. Cô Pitty la lên. Ôi lạy chúa! Mấy người khác đều phân tán ngay sau khi chạm trán với binh sĩ, và những người còn lại thuộc nhóm phải chạy vào đồn điền Sullivan để giấu áo thụng và xem xét vết thương của ông White. Nếu ông ấy không bị thương thì giờ này, có lẽ bọn họ đã đi Texas rồi, nhưng vết thương khá nặng làm ông White không đi xa được, và những người còn lại thì không muốn bỏ rơi ông ấy. Vì vậy cần phải tìm cách chứng minh là họ đã có mặt tại một nơi khác trong giờ đó. Thế là tôi đưa mọi người dòng lại nhà Dele Bradley. Ồ, tôi hiểu rồi. Xin lỗi, tôi đang nói thô lỗ với ông thuyền trưởng Butler. Tôi đồng ý là phải đưa bọn họ tới đó. Nhưng, thuyền trưởng, biết đâu có người thấy các ông mới tới đó chứ. Không sao cả, chúng tôi vào bằng ngã xuôi. Phía sau nhà nhìn ra thiết lộ. Cửa đó lúc nào cũng tối om và khóa kín. Vậy làm sao mà vô được? Thì tôi có chìa khóa riêng mà. Câu trả lời của Red làm Melanie luống cuống. Cô mân mê chiếc khăn buộc mãi làm nó sút ra. Tôi không cố ý. Melanie lí nhí trong miệng, mặt đỏ bừng lên, nàng vội vàng sửa cái khăn ở vết thương. Tôi rất tiếc phải nói cho một người đáng kính nghe chuyện đó. Scarlett cảm thấy hơi choáng váng. Thì ra là thế. Thì ra, hắn sống chung với con Watling ghê tởm đó. Hắn làm chủ cô ta. Tôi tìm Bele và giải thích với cô ta. Tôi đưa cho cô ta một danh sách những người vắng nhà trong đêm. Bele và các cô gái sẽ phải làm chứng rằng tất cả đều có mặt tại quán. Và để cho chuyến ra về của chúng tôi gây được sự chú ý của những người lân cận, Bele kêu hai tên vệ sĩ giữ trật tự cho quán, tống cổ chúng tôi xuống thang lầu, gây ẩu đả. Chúng tôi đánh nhau từ trong phòng bán rượu ra tới ngoài đường, như một bọn say sưa bị chủ quán đuổi ra. Bác sĩ Mép không đóng nổi vai trò người say, ông ta cho là đã mất phẩm cách khi có mặt ở đó. Nhưng chú Henry của cô và ông lão Meriwether thì đóng trò thật tuyệt. Nếu không có hai ông, thì sân khấu sẽ thiếu đi hai đại diễn viên đó. Hình như họ thích thú với vai trò đó. Tôi ngại là chú Henry của cô không khỏi bị bầm mặt vì lối diễn xuất quá nhiệt thành của ông lão Meriwether. Ông... Cửa sau bật mở ra, India bước vào, theo sau cô ta là bác sĩ Tim. Mái tóc bạc rối tung lên, cái túi da cũ kỹ độn lên dưới lớp áo choàng. Ông khẽ gật đầu chào mọi người, rồi lẹ tay lật tấm khăn ra xem. Nằm khá xa phổi, nếu không mẻ xương quai xanh thì không đáng ngại. Các bà đem cho tôi nhiều nhiều khăn, và bông gòn nếu có, cả rượu mạnh nữa. Fred
đón lấy cây đèn trong tay Scarlett đặt lên bàn, trong khi Melanie và India vội vã đi lấy khăn. Cô không cần có mặt ở đây, ra phòng khách với tôi, tới ngồi bên lò sưởi. Hắn nắm tay Scarlett kéo đi, hắn bỗng lịch sự một cách khó hiểu, trong khi dìu Scarlett ra ngoài. Một ngày đen tối phải không cô? Scarlett để mặc cho Red dẫn đi, và mặc dù đang đứng trước lò sưởi, nàng cũng run lập cập. Quả bóng nghi ngờ càng ngày càng nở to trong ngực nàng. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, hầu như nó đã biến thành một điều chắc chắn một cách ghê rợn. Nàng nhìn lên nét mặt vô cảm của Red rồi nghẹn ngào. Frank có... Có tới nhà Bella Watling không? Red đáp, cũng bằng cái giọng vô cảm như mặt hắn. Không. Archie đang mang ông ấy tới lô đất hoang vu sau nhà của Bella. Ông đã chết. Một viên vào đầu.